Hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ Bonsai Đinh Lăng tập 72. Mời cả nhà và các bạn đón xem. Xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn, thì hôm nay Trần Canh lại tiếp tục chia sẻ Bonsai Đinh Lăng tập 72. Mời cả nhà và các bạn theo dõi hết video nha. Xin mời. Đây là một cây đinh lăng lá nhỏ Trần Canh đã làm bonsai. Và hôm nay thì lại tiếp tục làm bonsai cho cả nhà xem cách mình chăm sóc và dưỡng cây như thế nào. Và mình sẽ review cho cả nhà và các bạn xem kiểu Trần Canh chăm sóc như thế nào. Hiện bây giờ là ngoài trời là mưa rất là nhiều các bạn. Đó, mưa rất là to. Thành cho nên Trần Canh đã đem vào nhà đây, Trần Canh sẽ làm cho các bạn xem nha. Để cho các bạn rõ hơn thì Trần Canh sẽ quay tổng thể của cái cây. Đó, các bạn xem. Và sau khi Trần Canh sẽ cắt tỉa cây bằng tay, tại vì cây này rất là dễ chơi, dễ làm. Cắt tỉa thì mình nói chung là mình sẽ cắt bằng tay, mình dùng tay mình ngắt lá nó thôi. Đấy các bạn, ở ngoài trời là mưa rất là hấp dẫn luôn. Và đồng thời cộng với cái cây bonsai này thì cũng rất là hấp dẫn luôn. Đó, các bạn thấy cách của Trần Canh làm bonsai là như thế các bạn. Ngoài trời mưa quá rồi luôn các bạn. Mình cũng cố gắng làm được cái clip này cho cả nhà và các bạn được xem nha. Cây này thì nó là có rất là nhiều tác dụng nha các bạn. Các bạn nào chưa có cái này thì hãy nên sưu tập đâu đó vô trồng. Thứ nhất là làm cho mình khỏe, và thứ hai nữa là làm phong thủy rất là tốt các bạn. Và đặc biệt lá của nó là mình tận dụng, mình nấu nước mình uống hàng ngày cũng rất là tốt. Này nó thuộc dạng sâm các bạn. Đây. Cố gắng mình làm hết video. Trời mưa rất là lớn luôn. Nó nứt cây con rất là nhiều, thành cho nên là cái cách mình ngắt lá như thế này thì mình ngắt bằng tay rất là tiện luôn các bạn. Và đồng thời lá của nó mình trồng những mình phơi khô, mình bỏ vào gối, mình gối đầu cực kỳ là thơm luôn. Đấy các bạn. Ok, như thế là tác phẩm gần hoàn thành rồi các bạn. Để cho các bạn tiện theo dõi thì trong phần 1 của bonsai đinh lăng lá nhỏ này Trần Canh gồm có 100 tập nha các bạn. Thì hôm nay thì chiếu tới tập 72. Thì cả nhà và các bạn hãy cố gắng theo dõi và hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết, và hãy like Trần Canh Optical đó các bạn, thấy không, tác phẩm sắp hoàn thành đó là bonsai đinh lăng lá nhỏ tập 72. Đây, các bạn xem cây này thì Trần Canh theo cái dáng trực và tầng tháp rất là chuẩn luôn, chuẩn men luôn các bạn, rất là tự nhiên. Đây. Hôm nay mình chăm sóc, mình cắt tỉa như thế này mình không dùng kéo mà dùng tay, rất là tiện các bạn.
Nó nứt cái con rất là nhiều luôn. Và đặc biệt cây đây trong mưa này thì nó xuyên ra cái con. Thành ra nên mình xuyên nứt tỉa như thế này. Trông rất là hấp dẫn luôn. Ok. Bây giờ thằng Canh sẽ quay tổng thể cây cho cả nhà và các bạn cùng xem nha. Một tác phẩm rất là hoàn hảo luôn. Đây. Cả nhà và các bạn thấy nội dung này hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Ok. Rất là đặc biệt luôn. Cái này siêu nứt cái con các bạn. Đó, giúp đỡ như thân các bạn. Đỡ rất là vững vàng luôn. Các bạn thấy chưa? Đỡ quá là vững vàng luôn. Và thân cũng rất là đẹp. Đây. Như thế là cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video Bonsai Đinh Linh tập 72. Xin được khép lại tại đây. Hẹn cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp. Xin bye bye.